Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ về cái vị tướng Pháp Sư Loi Gian. Thì cái vị tướng này thì mình sẽ lên ngọc trang bị và phù hiệu cho vị tướng này như sau. Về cái bản ngọc thì nó có hai cách lựa chọn. Một cái bản ngọc là đi chủ đường tốt và một cái bản ngọc sẽ đi danh tốt. Thì sau đây mình sẽ đi vào cái bản ngọc nha. Đầu tiên thì ngọc đỏ 10 viên, mình sẽ lên là công phép và xin giấy phép nha. Tiếp theo là 10 viên ngọc xanh thì mình sẽ lên là tốc đánh và xin giấy phép. Còn về 10 viên ngọc tím thì mình sẽ lên tốc đánh và tốc chạy nha. Thì đây là cái bản ngọc dành cho đi ganh, đi đảo lên tốt. Còn cái bản ngọc mà mình sẽ chủ đường tốt thì chỗ này nè, ngọc tím 10 viên, mình lên máu tối đa, tốc chạy và hồi máu nha, thì sẽ ok hơn. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần phù hiệu. Về phù hiệu cho vị tướng Logan thì mình sẽ ưu tiên chọn cái thánh thuẫn nha mọi người. Khi mà mình chọn cái thánh thuẫn á, thì cái phù hiệu này nè sẽ giúp cho vị tướng Logan cái sát thương nó sẽ vượt quá máu của bản thân, lập tức sẽ tăng được cái tốc chạy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó sẽ có một cái lá chắn miễn thương và đồng thời là cộng thêm một cái phần trăm hút máu phép. Nhánh phụ ở đây thì mình chọn cái tương phản. Ở đây mình chọn cái xuyên tâm. Xuyên tâm thì chắc chắn là sẽ cộng dồn được xuyên giáp phép á mọi người. Ở nhánh phụ dưới đây thì mình chọn ma quả. Khi mà chọn ma quả thì cái thời gian nó hồi chiêu nhanh là cái điểm lợi thế. Và cái hai là cái công phép nó sẽ tăng lên thêm. Bên đây thì mình chọn cường công, thì khi mà chọn cường công thì cái công phép đó cũng tăng nha. Còn về cái trang bị thì có rất nhiều là cái trang bị luôn, và mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái trang bị cho vị tướng này. Hiện tại thì vị tướng này chơi thì nó có 5 cái trang bị nha. Thì cái trang bị đầu tiên mà khi đi đường á, gặp tem bạn đồng đều giữa sát thương vật lý và sát thương phép thuật, tức là tem bạn là một loại hình hợp lý nha, thì đầu tiên là chiếc giày kiên cường, món thứ hai là mặt nạ Begit nha, và món thứ ba chính là cái xuyên tâm lệnh. Xin tâm lệnh nha mọi người. Món thứ tư, cái dương niệm hay kết nha. Và món thứ năm chính là cái quả cầu quan xương. Cuối cùng là cái quyền chữ Nga. Thì cái trang bị này là khi đi đường gặp tem bạn là có sát thương phép thuật, sát thương vật lý, nó đồng đều nhau nha. Còn nếu mà gặp tem bạn có những cái vị tướng mà cái khả năng hồi phục tốt á, tức là hồi máu nhanh á, thì chỗ cái sách di hồn nè, thế cho cái mặt nạ Begit nha mọi người. Tiếp theo, nếu mà gặp tem bạn có cái nguồn sát thương phép thực mạnh thì mình sẽ không lên sách chi hồn đâu. Mình lên cái quyền chuyên choi chỗ món thứ tư nha mọi người. Đây. Đây là quyền chuyên choi đây. Đây là cái trang bị mà khi đối đầu với tem bạn có cái nguồn sát thương phép thực mạnh nha. Thì mình sẽ lên cái trang bị này nha mọi người. Còn nếu mà mình gặp tem bạn có nguồn sát thương vật lý mạnh á, thì mình sẽ lên trang bị cho vị tướng này như sau. Món thứ hai thì mình chiếc thứ một nè, lên giày kiên cường. Thứ hai thì chắc chắn chính là cái mặt nạ Begit nha. Và tiếp theo là món thứ ba. Món thứ ba này mình sẽ lên cái băng nhẫn Saki với mọi người. Đây. Thì đây là cái trang bị mà khi đối đầu với tem bạn có nguồn sát thương vật lý mạnh nha. Và cái trang bị cuối cùng là mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Cái chỗ cái trang bị mà khi gặp tem bạn sát thương vật lý mạnh thì giày kiên cường thế thành giày hậu vệ nha mọi người. Đây là trang bị khi mà tem bạn sát thương vật lý mạnh nha. Còn cái trang bị cuối cùng á là mình sẽ chia sẻ cho mọi người khi mà gặp tem bạn có cái nguồn sát thương là những cái vị tướng châu bò nha. Thì chỗ giày hậu vệ thì lên giày kiên cường. Mặt nạ Begit là món thứ hai, món thứ ba chính là cái xuyên tâm lệnh nha. Món thứ tư chính là cái duyên niệm hay kết. Món thứ năm chính là cái trượng hổ mang nha. Cuối cùng là cái quả cầu băng xương. Thì đây là cái trang bị mà khi đối đầu với tem bạn có những cái vị tướng châu bò nha. Thì đây là cái phần mình chia sẻ về bản ngọc trang bị phù hiệu cho vị tướng Logan. Đến đây là hết nha. Mà qua video này thì mọi người có muốn làm gì ngọc hay là trang bị của vị tướng nào á, thì mọi người cứ comment bên dưới nha. Mình sẽ làm theo cầu của tất cả mọi người. Mình xin chào tất cả mọi người nha.